Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ái hộ linh tánh của chính mình. Có một số người nghĩ rằng tôi xấu quá, hoặc giả tôi lùn quá. Dù thế nào đi nữa, cũng không ai thích cái tướng mạo của tôi. Thôi thì tôi cũng chẳng cần phải giữ gìn cái thân thể này làm gì. Có phải không? Không phải đâu. Lưu Vũ Tích từng sáng tác bài thơ Lầu Thất Minh như sau: Sơn bất tài cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tài thâm, hữu long tắc linh. Tư thị lầu thất, duy ngô đức hình, đại ngấn thường giai duyên, thảo sắc nhập liên thanh. Đàm tiếu hữu hồng nho, giảng lai vô bạch đinh. Khả dĩ điều tố cầm, duyệt kim kinh, vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình. Nam dương gia cát lư, tây thuộc tử dân đình, Khổng Tử viết hà lầu chi hữu. Sơn bất tài cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tài thâm, hữu long tắc linh. Núi nổi danh không phải tài cao mà vì có tiên, sông linh hiển không do nước sâu mà vì có rồng. Đồng lý lẽ trên, con người cũng không quý trọng vì được cao lớn, tuấn tú, đẹp đẽ, mà điểm tối trọng yếu là biết bồi dưỡng nhân cách cho tốt. Quý vị mà có Phật tánh như thế, tức là linh rồi. Tư thị lầu thất, duy ngô đức hình. Đây là căn lầu thất, chỉ có hương đức hạnh của ta. Lầu thất tức là căn nhà nhỏ đơn sơ. Tuy thân ta không cao ráo đẹp trai, nhưng ta có đức hạnh, cũng tức là lương tri, lương năng vốn sẵn có trong mỗi con người. Nếu quý vị quý tiếc nó và biết vận dụng nó, vậy là đủ rồi. Đài ngấn thường giai duyên, thảo sắc nhập liên thanh. Vết rêu trên bực thềm, màu cỏ tươi in nhập rệt xanh. Đây là hình dung về căn nhà thô lầu, chất phát mộc mạc, nhưng có dáng dấp thanh nhã thoát tục. Trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, màu cỏ xanh tươi nhuận cũng chiếu in lên rèm cửa sổ. Đây là phong cảnh hoàn toàn tự nhiên. Đàm tiếu hữu hồng nho, giảng lai vô bạch đinh. Cười nói với hồng nho, khách đến không phải dân mù chữ. Hồng nho là người có học. Bạn bè của ta đều là người trí thức, đều là nhân vật vĩ đại. Ta không bao giờ qua lại với kẻ thô lỗ hoặc người không biết chữ. Cho nên nhà của ta tuy đơn sơ, nhưng bạn bè đều là những nhân vật phi phạm. Chúng ta cùng nhau bàn bạc học hỏi cách làm người có đạo lý, thế thì chẳng vui lắm sao? Khả dĩ điều tố cầm, duyệt kim kinh, vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình. Được khải đàn cầm, đọc kinh kim căn, không dây tơ tiếng trúc làm loạn tai, không gian kiền lao nhọc thân hình. Lúc nhàn rỗi là ta gãy đàn cầm để tự ngộ, khi an tịnh ta đọc kỹ kinh kim căn. Cảnh giới này tiêu sái, không có một chút mùi trần tục, thoải mái biết là bao. Không dây tơ tiếng trúc làm loạn tai. Thời xưa có số nhạc cụ dùng bằng dây tơ hay bằng tre trúc. Âm nhạc mà những người đó nghe rất là thanh nhã cao thượng, chứ không giống nhạc Việt dân hiện nay. Nó ầm ĩ làm cho đầu óc người ta choáng váng cả lên. Mỗi ngày họ cũng không phải gấp rút đến sở làm cho kịp, để rồi ngồi tại bàn làm việc bần biểu tiếu tích với biết bao sự nhọc nhằn dồn dập. Trái lại, cách sinh hoạt của Lưu Vũ Bích kể trên thì không có gì căng thẳng, lại rất an nhàn tự tại. Nam dương gia cát lư, tây thuộc tử dân đình, Khổng Tử viết hà lầu chi hữu. Tại Nam Dương, Gia Cát Lượng đã từng sống trong lều, và ở Tây Thục, Dương Tử Dân cũng từng ở trong ngôi đình nhỏ đơn giản. Ở đây đưa ra hai vị cao sĩ ẩn cư trong thời quá khứ, là những vị không hề tham chuộng phù hoa hào nhoáng của thế gian, đã ẩn náu trong căn nhà đơn sơ. Khổng Tử đã nói, như thế thì có gì là thô xấu, đó không phải là tốt lắm sao? Xem lại bài thơ Lầu Thất Minh này, con người chúng ta cũng không nên tham cầu cái hoa lệ hào nhoáng bên ngoài. Chỉ cần chúng ta biết quý tiết nguồn năng lượng của chính thân thể mình và cố gắng vận dụng những cái thấy nghe hiểu biết của mình cho tốt. Như thế sẽ không cô phụ trí huệ Phật tánh của bản thân mình. Mỗi người chúng ta nên lập mục tiêu tốt
và dũng mãnh tiến thẳng về phía trước. Giảng ngày 6 tháng 1 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说呵。